Bây giờ người tu học thật sự chịu học tập phương pháp này mới bắt đầu rất khó khăn. Khoảng bao lâu? 10 năm đầu. Và vượt qua 10 năm này, về sau sẽ rất thuận buồm xuôi gió, mỗi năm càng thù thắng hơn. Khổ tận cam lai, cố gắng học 10 năm. Không những học tập mà còn y giáo phụng hành. Đối với kinh điển thâm tín không nghi, không nghi hoặc thầy. Thầy dạy chúng ta là vì muốn chúng ta tốt. Họ không cần gì cả, chúng ta muốn báo ơn thầy, báo ơn Phật. Không có gì khác, bản thân thành Phật tức là báo ơn. Bản thân có thể tục Phật tuệ mạng, hoằng pháp lợi sanh là cách báo ơn chân thật nhất. Chư Phật Bồ Tát, chư vị Tổ sư Đại Đức hy vọng chúng ta làm điều này. Do đó, mỗi một tiếng chuông đều ngụ vô lượng ý nghĩa, là xem ý niệm của chúng ta, tâm niệm. Chúng ta nếu làm được như trên đề kinh này nói, thanh tịnh bình đẳng giác, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, niệm niệm đều là vô lượng nghĩa. Mắt thấy sắc, mỗi màu sắc là vô lượng nghĩa. Tai nghe âm thanh, mỗi âm thanh là vô lượng nghĩa. Đó là cảnh giới của Phật. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần liền tiến tâm. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chúng ta phải khát khao, phải nỗ lực học tập. Tiếp tục xem kinh văn bên dưới. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cảnh tất chi, nhất sanh bộ xứ. Đoạn này là nguyện thứ 35, nhất sanh bộ xứ. Tiếp theo, trừ kỳ bổn nguyện, di chúng sanh cũ, bị hoằng thị khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tính tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo, tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú, hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo tính pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, như bất nghĩ giả, bất thụ chánh giác. Đoạn kinh văn ở sau hơi dài, là nguyện tùy ý giáo hóa. Chương này có hai nguyện. Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão. Trong chương bên phải, tất cả chúng sanh sanh vào nước ta đạt được cứu cánh nhất sanh bộ xứ, là nguyện nhất sanh bộ xứ thứ 35. Nguyện này rất quan trọng, nói rõ với chúng ta một sự thật: sanh đến thế giới cực lạc chắc chắn một đời thành Phật. Điều này quá hy hữu, quá khó được. Nếu muốn hỏi khi ta thành Phật có lợi ích gì, nói cho quý vị biết, thành Phật là đạt được toàn thể vũ trụ. Không phải đạt được một địa cầu, đạt được một hệ mặt trời, hay đạt được một đại thiên thế giới. Không phải như vậy. Ta đạt được khắp biến pháp giới hư không giới.
Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chính là điều này. Vì sao ta đạt được? Đó là ta vốn có. Giống như là gì? Ta là một đại gia tộc, hào môn quý tộc. Ta ra bên ngoài đi du lịch quên mất nhà mình, không biết mình có nhà. Bây giờ có người biết nhà mình, biết rõ tình hình gia đình mình, liền dẫn dắt ta trở về nhà. Khi trở về vừa nhìn mới biết đây là nhà mình. Nhà của ta là như vậy. Ta sẽ cảm thấy rất kinh ngạc vô cùng. Đúng là nhà của mình. Quý vị nói hôm nay ta đạt được, thứ ta đạt được là giả, không phải thật. Thân thể đều phải chết, ta có thể đạt được gì? Nếu sanh đến thế giới cực lạc, điều đầu tiên là thân này không có sanh tử, vĩnh viễn xa lìa sanh tử. Ở đó là báo thân. Báo thân là có sanh không diệt. Pháp thân bất sanh bất diệt. Thân trong thập pháp giới có sanh có diệt. Tịnh độ là có sanh không có diệt. Ở trước chúng ta đã học sanh đến thế giới cực lạc là như thế nào, hoàn toàn tương đồng với Phật A-di-đà. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Thân tử ma chân kim sắc, vĩnh viễn bất hoại. Ở đó không hề sanh bệnh. Lại nói cho quý vị biết, không cần ẩm thực, họ không sanh bệnh. Cổ nhân nói bệnh vào từ miệng. Ta có ẩm thực là có bệnh, không ăn uống sẽ không bị bệnh. Như vậy ta mới hiểu được lợi ích của việc học Phật.